cao quá sao lớn được hả? Mỗi có cái bông ở dưới gốc cây nè, đẹp không con? Trâu mới rồi. Trâu lâu rồi, trâu đã lâu rồi, ở trước Tết tới giờ. Hai anh em bập bên với ba đi. Rồi, bập bên. Ba ngồi nhõng. Ba ngồi nhõng hai anh em luôn hả? Mẹ ngồi ở giữa với ba đi, nặng quá. Nặng quá à, hả? Thôi con ngồi đi, con chơi đi. Hai mẹ ngồi đi, con đi chỗ khác. Cho ba với hai chơi đi. Mẹ đi đâu? Mẹ đi cưỡi bạn gì đây? Hổ. Bạn hổ bên kia kìa, bên kia mấy bạn hổ, bạn này bạn gì? Đúng rồi, hôm nay là bác sư tử. Nhìn ở trong mình bạn ấy đi. Ừ. Trời ơi, bạn ấy bị bể rồi hả? Bạn ấy rất là nhiều rác. Rất là nhiều rác. Mẹ ơi. Xuống được không? Bạn là mỗi em. Đây là công viên. Hai con xuống nha. Đó nữa nè. 1, 2, 3. Ồ. Bắt hình máy bay của hổ nha. Hả? À, cái hình máy bay của hổ ha. Ai bước ở đây nha. Dạ. Xe trên nổi. Trời ơi, bạn trâu cao quá. Sao lên nổi? Rồi, không lên nổi thì chui dưới bụng bạn đó luôn đi. Chui dưới mông bạn ấy hả? Rồi, bạn bụi lên ha. Bây giờ bạn muốn sẽ giúp chui tay vào bạn ấy luôn. Dễ dàng thật. Gió quá mọi người. Thôi, gió về quá. Gió quá mọi người ơi. Rồi, xuống thôi. Trời. Bài dữ. Rồi. Bên đây có rất là nhiều bạn cởi các con thú nha. Mấy bạn rất thích đi sư tử và hổ nè. Muội qua đâu để? Bạn muội đi đâu á bạn muội? Cái gì? Bạn Thu bị khủng long ăn thịt rồi. Wow, bạn ấy bị khủng long cạp hết lỡ mà hả? Đúng rồi, bạn sư trụ với bạn hổ cũng vậy. Rồi ăn xong bạn này bạn Thu cao cổ vậy á hả? Cắn bạn Thu cao cổ nha. Trời, khủng long nè, trời ơi, bạn ấy đang há miệng rất to. Và bạn ấy đang đói bụng. Bự khổng lồ.
không lên tới. Đi bước qua từ từ thôi. Lên nói không? Lên nói không? Ở đây luôn. Rồi. Bập. Bảo già đầu chơi được cái này. Đó, anh hai leo nữa, anh hai trèo nổi không? Anh hai trèo nổi không? Coi mũi trèo kìa. Ôi trời ơi, coi chừng lắc anh hai té bây giờ á. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ê. Đi đi. Đi thôi, đi thôi. Quá cậu tuột tuột cái con. Gớt cái mông mà. Đau không? Gió quá nha.